Dạ, 1,5 triệu em bao ship. Vậy 1,5 triệu hả? Dạ, 1,5 triệu bao ship. Rồi nói chung á, bên nhà vườn mình là bán giá thanh lý nha cả nhà. Cây này 1,5 triệu nội mua tiền phôi ha, rồi nuôi tới cỡ này ghép mấy mùa rồi nè. Gốc rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, hai. Tổng bệ kìa. Tổng bệ quanh tán ạ. À. 7 8. Tổng bệ này là chắc khoảng tầm hàng tay chắc khoảng tầm 9 hay tầm á cả nhà. Mét 9 hay 2 mét. Thì nói dạ. Chung là nó nằm cứng luôn, cái chậu 85 lọt lòng nha cả nhà. 85 dạ. Lọt lòng. Bự lắm. Cây này mình có báo giá không nhỉ? Dạ. Cây này em cũng xin cả nhà anh mua thì em xin báo giá công khai đây luôn. Dạ. Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì hôm nay em tiếp tục đến nhà vườn của Hiếu Nghĩa tại xã Hưng Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay cho cả nhà mình cùng giao lưu với nhà vườn mình một vài mã số cả nhà. Thì bên nhà vườn mình thì đa phần là những cây mai ghép ha, những cây mai ghép, những cây phôi, mai vàng có, tứ quý có. Thì giá cả thì vô cùng hợp lý để chúng ta đem về chúng ta chơi Tết ha. Thì hy vọng của chúng chị mình ủng hộ nhà vườn như những cái clip trước nha. Rồi chào Nghĩa nha. Dạ, em xin chào anh Thảo ha. Xin chào quý cô chú anh chị mình đang xem kênh ha. Thì hôm nay vườn mai em có lên số bonsai mai chơi Tết cho cả nhà mình xem tham khảo ha. Thì số điện thoại cho luôn nhà vườn em là 0384930158 ha. Thì em cũng rất cảm ơn clip vừa rồi cô chú anh chị ủng hộ rất nhiều ha. Mong clip này sẽ được sự ủng hộ từ cô chú anh chị mình ha. Rồi đầu clip thì hôm nay em có một cây mai cúc họ Hương nha mấy anh chị. Đó, cây này thì nó già mùa, hàng nó cũng lùng lực nha mấy anh chị. Đó. Giá cũng ưu đãi cho cô chú anh chị mình trong cái mùa này ha. Rồi chiều cao cái này là 80 nha cô chú. Nếu mình đo tới đây là 75 nha. Rồi tán ngang cái này là nó 1 mét nha cô chú anh chị mình. Rồi em đo cái hoành, hoành nha, vị trí này nha cả nhà. Dạ hoành chỗ này là 30 cả nhà. Tổng cái củ này là 45 nha. Củ đặc nha cả nhà. Rồi cây mai cúc họ Hương cả nhà ơi. Hàng này chi cành nó cũng bự nha. Đó, chỉ cần cũng bằng ngón tay em. Cái này em xin bao ship cả nhà mình, cái này là 2,5 triệu em bao ship. 2,5 triệu cho cây mã số 1. Dạ. Cây chà bá luôn nữa nha, cốt cành cứng nhắc hết trơn à. Hàng thỏ hương mà già mùa như thế này thì Tết nó bông dữ lắm cả nhà. Giờ cô chú anh chị xem nó cái nụ kim nè, là nụ kim nhóc luôn nè. Lời luôn ha. Giá cả thì hợp lý nha. Rồi, cây mã số 1 giá 2,5 triệu bao ship ha. Dạ. Ok. Rồi, kế tới là cây mã số 2 nè. Dạ, số 2 vô luôn cả nhà mình là một cây mai siêu bông bình lợi nha cả nhà. Siêu bông bình lợi. Cây này có thân lắc rất đẹp nha. Hôm nay thì em cũng có một số thọ mà mai cúc hương hàng thanh lý mày tàn của cả nhà mình gắn xem hết clip rồi cả nhà. Chiều cao cái này là 65, tán ngang cái này là 90, hoành em đo ngay cái cổ này nghe cả nhà, cổ này là nó 40 nè, vị trí nó 40, hoành chỗ này là nó 85 nha cả nhà, tổng mình để 85. Rồi cây này nó có cái cành bay phóng phóng rồi cả nhà, đây cành ở dưới này nha ha, mình nó cũng cưng lắm cả nhà. Rồi cây này mã số 2 giao luôn giá nhiêu nè? Dạ cây số 2 này em xin bao ship cả nhà mình, cây này là 6,5 triệu em bao ship. Giá 6,5 triệu cho cây mã số 2 nha. Này dễ chơi cả nhà, giá này dễ chơi nè. Cây mai rất là đẹp nha cô chú anh chị, đẹp lùng lực ha, thằng này chơi Tết nó rất là ok nè. Rồi cây kế tiếp. Rồi kế tới là cây mã số 3 nè. Dạ, số 3 giao lưu cả nhà mình là một cây mai đại lộc nha cả nhà. Cũng khá là lâu rồi mới thấy cây đại lộc ha. Này ghép cũng cứng mùa ha nha. Dạ, cứng mùa. Rồi, thông số. Chiều cao này là đầy viên nha. 1,3 m. Tán ngang cái này là 1 m nha cả nhà. Hoành chỗ này 2,8. Tổng củ đế cây này là 5,7. Rồi cây này thì nó có cái thẹo chỗ này chứ nha, thẹo chút xíu chỗ này ha. Này nó bị lũ da chút xíu, cái này em mua cái nhà anh mua em làm theo lại chút xíu là được nha cả nhà. Rồi. Rồi cây này thì em xin bao ship cả nhà mình, cây này là giá 2,3 triệu. Gì? 2,3 triệu hả? Dạ, bao ship. 2,3 triệu cây này giá hợp lý nha cả nhà. Cái dạ, nói chung nó có bị lũ chứ nhẹ chút xíu em giảm giá mình nha. Chứ cây này mà tiền nếu như mà tiền ship mà đóng thùng là nó hết phần nữa rồi đó. Này gửi xe chứ không nếu đóng thùng thì nhiều lắm. Dạ, 2,3 triệu. Cây đại lộc cốt bự chẳng luôn nha cả nhà. Cốt lớn ha, thân đẹp ha, đế đẹp. Cây bao sung khỏe cho cả nhà mình nha. Rồi, ok. 2,3 triệu cho cây mã số 3. Rồi, cái tới là cây mã số 4 nè, cây cúc hương chùm. Dạ, mã số 4 vô luôn cả nhà mình là một cây cúc hương chùm ghép
hàng tứ quý nha cô chú anh chị mình. Cây này thì nó bự mà nó già mùa lắm nha cô chú, ghép khoảng 3 mùa nha. Rồi, cây này là hết thước mà nó cao một khúc, cây này khoảng cao 1m6 nghe cả nhà. 6. Đáng nghe cây này là nó chưa, bạn quay nó quay quay. Không có đầu tán được. Rồi cái này là chiều cao cái này là 1m3 cả nhà. 1m3. Tán ngang 1m3. Rồi hoành chỗ này là 34 hoành chuẩn nha cả nhà. Eo 34. Tổng cái hoành đế cái này là nó 1m26. Rồi, còn cây cúc hương trầm. Hương trầm. Cái này em xin bao ship cả nhà mình, cái này là 7 triệu rưỡi nha. Hàng tứ quý nha cô chú anh chị, hàng già mùa nha. 7 triệu rưỡi cho cây tứ quý. Anh cô chú anh chị mình xem cái cúc ghép nè, rất cốt. Là cốt ha. Cốt mà cốt cả nhà xem mà. Trời ơi, nó liền đầu luôn, nó phù lên rồi luôn cả nhà. Nè, trời ơi. Nó đeo như ổ ong trên này hết trơn cả nhà. Mày làm ra cây quái luôn đó. Dạ, cây đẹp lắm. Quá trời cốt ghép vậy hả? Dạ, hàng này già lắm, hàng này một làng tính nuôi cho bà già cho thê mà cha này bà lớn tuổi thì em không có không có đây đi chợ búa, em có con nhỏ. Để lên bán ở nhà mình luôn. Cây mã số 4. 7 triệu rưỡi. Giá 7 triệu rưỡi cho cốt con chùm ha. Dạ. Rồi ok. Rồi mã số 5. Số 5 em giao lưu cả nhà mình là một cây mai dẫu tự sắn nha. Dẫu tự sắn. Okay. Rồi hàng này già mùa ha. Đã biết cái bàn chưa? Chiều cao này là 70 nè. Cao 70. Tán ngang là 75. Ngang 75. Cây này thấy cưng lắm cả nhà. Hoành chỗ này là 20. Hoành 20. Tổng cái cũ này là 48. Rồi, cây này già mùa luôn. Giá 1 triệu rưỡi em bao ship. Vậy 1 triệu rưỡi hả? Dạ, 1 triệu rưỡi bao ship. Rồi, nói chung á bên nhà vườn mình là bán giá thanh lý nha cả nhà. Cây này 1 triệu rưỡi nội mua tiền phôi ha, rồi nuôi tới cỡ này ghép mấy mùa rồi nè. Góc rất là đẹp luôn cả nhà. Dạ, 1 triệu rưỡi thôi. Cây đang mùa khó khăn đó nha. Cây mã số 5 phải không? Dạ. Cây mã số 5 giá 1 triệu rưỡi cho cây sắn rất là đẹp ha. Rồi dạ. Ok. Rồi, cây mã số 6. Dạ, số 6 giao lưu cả nhà mình là một cây mai tự sắn ha. Cái form này cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị mình. Rồi, chiều cao cái này là 90. Cao 90. Tán ngang cây này là 80. Ngang 80. Hoành vị trí này là 25. Tổng cái hoành đế này là 93. Mấy cái hàng này già mùa hết trơn cả nhà. Mai dẫu tự sắn, cây rất là khỏe luôn. Trời. Cây này em xin bao ship cả nhà mình, cây này giá 1 triệu 6 em bao ship. Chỗ này nó có lũa nha, đường thân nhãn chút xíu nha cả nhà. Đây quay cho cả nhà anh chị em nha. 1 triệu 6, 1 triệu 6 cho cây mã số số 6 ha. Dạ. Cây này có lũa nhẹ nhưng mà cây thì nó đang rất sung mãn nha. Dạ. Rất là sung luôn, cây to nha cả nhà, cây lớn nha. Đang nằm chậu 50 lọt lòng nha. 50 dạ. Lọt lòng. Rồi cây mã số 6 giá 1 triệu 6 bao ship. Rồi kế tới là một siêu phẩm mai sắn nè, quá trớn dạ. cái phong vàng rồi. Cái này cái đường thân đẹp cực kỳ luôn. Cái này là tại vì em chưa có binh chậu để tên nha. Cây mã số 7 nha cả nhà. Cây mã số 7. Hết biết cái tàn đẹp. Cái này tàn phải nói là xịn sò. Ừ. Giờ cả nhà thấy đi tường cái loại dòng này mà đẹp tàn đẹp gì ít lắm nha. Cao là 70 nè. Cao 70. Tán ngang cái này là 1m2. M2 là bự lắm nha cô chú. Ngang 1m2. Cái này đế đẹp lắm, để hồi em dở lên nha. Tại cái này nó rủ xuống nhiều quá. Có thể thấy ha. Quanh chỗ này là 21. Hoành 21. Cái này cái bộ đế cũng nhạt nhòa, cái này đế điều nha. Bộ đế này em đo khổng khổng cái này là 1 mét đó cả nhà. Đế 1 mét. Đang nằm chậu 5. Xương cốt của nhà anh thấy rất là bự nè. Cái mã số 7 giao lưu giá nhiêu nè? Dạ cái này em xin bao ship cả nhà mình, cái này giá 3 triệu. Giá 3 triệu. Em bao ship. Mã số 7. Cái này cái thân nó lưỡng lắc nữa nha. Thân rất là lưỡng đẹp lắc luôn nha. Đấy. Và tàn của thì khỏi phải nói như cây này cái tàn nó quá là đẹp luôn. Xịn lắm nha, hàng này xịn lắm mà, em bao xịn sắc luôn à. Đã chưa? Cái này Tết mà nó lên bông cái tuyệt vời luôn đó nha. Rồi, cây mã số 7, giá là 3 triệu bao ship. Dạ. Rồi, kế tới là cây khế. Một cây khế cả nhà. Cây này cũng già năm mà. Chiều cao này là 1 mét cả nhà. Cao 1 mét. Tán ngang cái này là 1m1. Cái cây này là cái gân. Cái mình của nó ở dưới là khế tai cả nhà. Mà cái cốt ghép ở đây là khế gân nè. Khế gân. Ở đây nó có mấy cái cục bú rất là to cả nhà. Nó già cây dữ lắm. Cô chú anh chị nào thích dòng bonsai mà cây ăn quả thì cây này rất là dễ thương cả nhà. Cây này hoành chỗ này nó nở chỗ này là 66 cả nhà. Đo chỗ này thì nó 55. Đo ngay cái
cái cốt găng này là 35 nha cả nhà. Rồi tổng cái hoành đế cái này thì nó 110 nha cả nhà. Em đo 3-4 kích cỡ cho cả nhà mình dễ xem á. Rồi. Cây mã số 8, mã số 8 luôn đi. Cây khế này giá nhiêu nè? Dạ cây này em xin bao ship cả nhà mình, cây này là giá 7,5 triệu, em bao ship 7,5 triệu cho cây khế. Đây dạ, cho anh chị mình xem. Cây khế gân thì cái đặc thù của nó là cái thân đó cả nhà, nó có gân guốc nè, gân guốc là nên đặt là khế gân ha. À, nhưng mà cái gốc này thì cái gốc ở bên dưới này là gốc khế ta nha, gốc khế ta. Có thể là khế ngọt hoặc khế chua mà giờ nó liền bích luôn à. Mà nhìn ở ngoài nó lai lai như hơi lai thú nha cả nhà. Ừ, lai lai hào hào như con thú vậy ha. Cây này cực kỳ già ra, gốc cành của chính chị mình xem nè, già lắm. À, mình dòng khế này thì mình về mình có thể để mình làm cảnh ha. Thứ dạ, hai nữa là có trái để mình ăn luôn. Dạ. Dòng này cái chua quá, gân này chua quá ha. Chua, chua anh, tất cả dòng gân thì em thấy nó chua. Không, có gân ngọt. Có gân ngọt đó anh. Có. Nhưng mà cây này là gân chua là chắc rồi. Dạ. Này về có ăn thịt cày rồi thì kèm theo ha. Rồi này, gieo thêm cộng lá mơ nó thầy luôn. Rồi, cây mã số 8 giá là 7,5 triệu. Dạ. Okay. Rồi, kế tới là cây mã số 9 này, là một cái cây me nha cả nhà. Mẹ lại chơi đồ chua không à? Cái này ngọt nha, cái này ngọt, thái à? À thái hả? Ờ, thái à? Đọt đỏ nè, đọt đỏ à? Như chứng minh đây nhưng có thể nó lai nha. Chiều cao cái này là 1m nha cả nhà. Cao 1m. Cái này mấy cây này già lắm mà, mấy cây này nó ở với em cũng lâu lắm rồi nha. Dáng rất là dễ thương. Đá ngang là 1m2, để em không có điếm xỉa tới nó để chơi không à? Nay mới bán rồi cả nhà. Cốt thì em có vô dây hết tơn rồi các cô chú. Em đo ngay cái hoành như thế này là 44 nha. Hoành 44. Đo mút của tên này thì nó 36. Đo nói chung là đo nhiều vị trí cho cả nhà mình dễ xem. Hoành chỗ này là 52, hoành đế. Nôm cái này nó khoảng tầm 23 nha cả nhà. Còn cái nôm khoảng tầm 23. Cái này già lắm nha cả nhà. Ở đây cái mặt hẻo trên đây là ngon lành luôn á. Rồi cái mã số 9 giá nhiêu nè? Cây này em xin bao ship cả nhà mình, cây này giá 7 triệu em bao ship. 7 triệu cho cây me nha cả nhà. Dạ. Cây mã số 9. Cây me rất là dễ thương ha. Nó bự lắm nè cả nhà. Cô chú anh chị mình thích cái dòng mà bonsai mà ăn trái thì đây là cây me với cây khế này là một trong hai cây cũng khá là đáng để chúng ta sưu tầm cả nhà. Cây đẹp, cốt già, cốt bự chảng nè. Đấy, cả nhà xem cốt sữa nè. Lớn nha. Rồi, cây mã số 9 giá là 7,5 triệu. 7 triệu nha cả nhà. Dạ. Giá 7 triệu. Lộn. Dạ. Rồi, kế tới cây mã số 10 nè, cây mai tứ quý nha, ghép cúc họ Hương phải không nghe? Dạ, cúc họ Hương, tàn dù. À, Hương. Cây này đế cũng khá, tại này em mới lắp phần nhẹ cho cái nhà anh xem. Đế cũng khá nha. Tứ quý mà ghép cúc họ Hương nó lên cái bông đẹp lắm cả nhà. Nói chung dòng nào rồi ghép vô tứ quý nó cũng đẹp ha. Này em mới chỉ phần mới lại một chút nữa nha. Rồi, lên thông số nha. Tứ quý. Cao này là 1m3. Tán ngang cái này là 110. Hoành thân ở chỗ này là 33. Tổng cái hoành đế cái này đó độ hạo nó khoảng tầm 95 nha cả nhà. Đang nằm trụ 6. Già mùa ha, cúc họ Hương già mùa. Rồi cái này em xin bao ship cả nhà mình, cây này là giá 6 triệu. Cây tứ quý ghép cúc họ Hương cả nhà. Rồi 6 triệu cho cây mã số 10, cây tứ dạ, quý ghép cúc họ Hương. Thì những cái mà phơm tàn dù nè cả nhà thì nó thích hợp cho những cái nhà mình nhà rộng thì mình khỏi nói là ví dụ nhà rộng sân rộng thì mình khỏi phải bàn rồi, mà những cô chú anh chị mình ở thành thị mà muốn có một cái cây mai mà cũng tương đối nó hoành tráng chút xíu á, mà không gian nhỏ thì mình lựa chọn những cây mai tàn dù như thế này nè. Cái không gian dưới dù cả nhà mình đem về đó lên cái đôn nữa, không gian dưới đi chạy dù xe tới nó cũng ít bị cọ quẹt nữa, thành ra chúng ta có thể chơi được những cây to mà cái không gian nhỏ ha. Thì cây mã số 10 này là giao luôn ta cái giá là nhiêu là quên rồi nè. Dạ 6 triệu. Giá 6 triệu cho cây mã số 10 ha, tứ quý ghép thúc thọ Hơn. Rồi ok, giao anh em. Rồi, cái tới cây mã số 10 nè, ở cây số 11 nè. Dạ. Cây cúc thọ Hương hả? Dạ cúc thọ Hương. Ừ, sữa hồi nào mà cái cốt quá trời, nuôi nào cúc quá trời. Cái này nuôi lâu rồi nha cả nhà. Lâu. Do số lượng nhiều quá bán chưa hết nổi. Rồi, nay lên cái giá hành lý nữa nè. À, hành lý nha, hàng này hành lý à, nó nhà ngắm cái này nha. Cao này nó cao em đứng hơi bắt ghế à. 1m4 nè. 1m4. Rồi tán ngang cái này là 115. Ngang 115. Em đo ngay cái eo nhỏ chỗ này nha, 20 nè. Xuống chỗ nở này là nó 29.
Rồi tổng cái cũ này nó khoảng tầm 50. Cây đang nằm chậu 5 nè cô chú. Ừ. Rồi cây này em bao ship cả nhà mình, cây này là giá 1,6 triệu bao ship. 1,6 triệu bao ship cho cây mã số 11. À, cây tàn. Cây mai. Cây này giá Tết cũng bự lắm nha cả nhà. Rất là lớn nha cả nhà. Lớn lắm. Này nhà vườn bán coi như dọn vườn rút vốn thôi. Rút vốn mình xem cái tàn nó cỡ đó đó, có chuyện cũ mấy à, rẻ ha. Rồi, kế tiếp. Rồi, mã số 12. 12 giao lưu cả nhà mình là một cây mai siêu bông Sài Gòn nha. Này siêu bông Sài Gòn nó nhỏ cả nhà. Siêu bông Sài Gòn. Cây này chiều cao, cây này là 80. Lũ kim quá trời cả nhà. 8,090 ha. Nói chung cái lá nó nhỏ nhỏ nhưng mà bông Tết nó cũng bự lắm cả nhà. Không, siêu bông Sài Gòn thì lá vậy. 8,080. Hoành chỗ này là 25 nha cả nhà. Tổng cái hoành cũ này là 68. Rồi cây này hao đi triệu, em bao ship. Nhiêu? 2 triệu. 2 triệu. Giá vừa chơi ha. Dạ. Trong cây khá to nha cái nè, đang nằm chậu 50 lọt lòng ha. Dạ. 50 lọt lòng, tàn tố xum xê và cây cứng là cây mùa chứ không phải cây mới ghép nha cả nhà. Dạ. Hàng này thì bệnh thêm dây chơi Tết là hết sảy ha. Dạ. Rồi, ok, cây kế tiếp. Rồi, cái tới là cây mã số 13 nè. Dạ, 13 vô luôn cả nhà mình là một cây mai cúc họ Hương già mùa nè. Chiều cao này là 1m3 nha cả nhà. Tốt nhất. Tán ngang cái này là 1m cả nhà ơi. Dáng nó siêu siêu nha. Hoành chỗ này là nó 24 nè. Tổng cái hoành cũ em đo 45. Cây đang nằm chậu 5 luôn. Giá 1,8 triệu bao ship. 1,8 triệu cho cây mã số 13 ha. Dạ. Cây mai rất to nha cả nhà. 1,8 triệu bự lắm cả nhà ơi. Hàng này cốt chà bá nữa luôn. Bên nhà hàng này cả nhà mình mua về mình chơi Tết đã luôn. Rồi, ok, cây kế tiếp. À, 14. 14. Giao lưu cả nhà mình là một cây dảo đa phúc nha cả nhà. Dảo đa phúc. Chiều cao này là 1m05. 1m05. 8,000m. Ngang 1m. Hoành chỗ này là 28. Tổng cái cũ này là 75. Ừ. Rồi, cây này em xin bao ship cả nhà mình, cây này là giá 2,5 triệu. Thanh lý môn hộ luôn cả nhà ơi. Giá 2,5 triệu. Dạ. Cho cây đa phúc ha, cây mã số 14 nè. Dạ. Cây lớn nha cả nhà, giá này là giá thanh lý đó. Đâu đứng bỡ cái cũ cái cây. Dạ. Cái này về cả nhà mình nâng cái cũ lên chút xíu nữa. Cái cũ to đùng luôn nha cả nhà. À, này, cái cũ này cả nhà. Giá 2,5 triệu thôi. À, về cô chú anh chị mình nâng lên là nhìn cây nó có duyên lên liền ha. Sang dạ. Cho em cái chậu đẹp nữa là hết sảy ha. 2,5 triệu cho cây mã số 14. Dạ. Ok. Rồi, cho tới cây mã số 15 nè. 15 giao lưu cả nhà mình là một cây siêu bông Bình Lợi nha. Siêu bông Bình Lợi. Dán bay nha. Chỗ này cây quá trời cái đế ha. Này đế dữ à. Này nuôi cả nhà mình nuôi lâu dài được, dán bay nha cả nhà. Chiều cao này là 80 nè. 80. Tán ngang này là 1m. Cái này cả nhà mình ra cây này nó mới bự nha cả nhà. Cái này nó mới tàn nó mới tủ tiếp ha. Hoành chỗ này là 35. Hoành 35. Rộng mình đế 118. Đế 118. Cây đang nằm chậu 6 nha. Cái này em mới chia phân mới nha. Cây thường chậu cả nhà. Rồi, cây này mình giao lưu giá nhiều nha. Dạ, cây này em xin bao ship cả nhà mình. Cây này là giá 8,3 triệu. Em bao ship. 8,3 triệu cho cây mã số 15 ha. 15. 15. Cây rất là to nha cả nhà. Hàng này thì cái mình to lắm. Rồi, ok. Rồi, kế tới là cây mã số 16 nè. Dạ, 16 vô luôn cả nhà mình, cũng cây siêu bông Bình Lợi nha cả nhà. Cây này cái bộ đế nó nhìn nó cũng quái quăm lắm cả nhà. Chiều cao này là 80. Cao là 80. Tán ngang này là 90. Dạ. Đóng cái lá tán này là mới xịt Anacon nha cả nhà. Thuốc bệnh. Hoành chỗ này là nó 34. Hoành 34. Tổng cái hoành đế cái này là 90 nha. Hoành đế như con nhện vậy, mấy cái rễ này là nó. Ở nhà mình thấy à. Nó co thăng lắc ha. Ừ. Rồi, cây 16 này mình giao lưu giá nhiều nha. Dạ, cây 16 này em xin giao lưu cả nhà mình, cây này là giá 6,8 triệu, em bao ship. 6,8 triệu bao phí ship ha. Dạ. Rồi, cây này cái củ đế nó hoành tráng lắm nha cả nhà. Dạ. Hoành tráng lắm mà đóng cốt cành cũng rất là đẹp nha. Tặng túi xum xê và cái cốt ghép cỡ cốt ngọn của nó cũng bằng mấy ngón tay hết ha. Hàng này chúng ta chơi tới thì thoải mái rồi đó. Dạ. Rồi, cây mã số 18 giá là 6 triệu ha. 6,8 triệu. 6,8 triệu. Dạ. Rồi, ok. Rồi, cái tới là cây mã số 17 nè. Dạ, 17 giao lưu cả nhà mình là một cây mai siêu bông Bình Lợi nha nữa nha. Này tàn thủ thiếp à, cái này siêu lớn, tới Tết là dữ lắm nè. Cái thân nó làm như nó da me cả nhà. Da me. Chiều cao 85 nha cả nhà.
lá ngang này là 115. Cây này nó già cây lắm cô chú anh chị mình ha. Cây này nhìn cái màu da nó hấp dẫn. Hoành là 35. Tổng cái hoành đế cây này là nó 133 cả nhà. Rồi cây này đế này cũng khá đều cả nhà. Cây siêu bằng mình lợi mã số 17 à. Giao lưu cả nhà mình, cây này là giá 8,5 triệu, em bao phí vận chuyển nha. 8,5 triệu bao phí vận chuyển ha. Dạ. Cây này cái dạng như mấy anh em thường gọi là sù da me nha cả nhà. Ừ. Cái da me mà lá không có me nha, lá bự chản nha, cây mạnh, cây sung mãn dữ lắm. Đây, bên dưới cái phần rễ nó cũng toát lên cái độ già của cái cây nữa cả nhà. Coi nó gần guốc ha, nó nổi u nổi sù ha. Cây rất là già nha. Cây dáng lông nhưng mình cây rất là già, nhìn cây hấp dẫn lắm. Rồi, cây mã số 17. Giá là 8,5 triệu em bao ship. Giá 8,5 triệu bao ship. Rồi, dạ. Ok. Rồi, cái tới là cây mã số 18 nè. Dạ, 18 vô luôn cả nhà, mình là một cây mai cúc thọ hương nha cả nhà. Ừ. Hàng này là phong tầng dù đúng đẹp luôn, gốc tứ quý nha cô chú. Tứ quý luôn. Cái này cao khoảng tầm 1,5 m cả nhà. Lá ngang cái này là nó 90. Hoành chỗ này là nó 27 nha cả nhà. Tổng cái hoành đế cái này là nó 1m03 cm. Đang làm trong năm. Cái này thì dàn chương, có tên cái nhà thấy dàn chương rất là đẹp nha. Dàn chương cành của nó cả nhà. Cái này quý đóng cái cốt đẹp lắm. Cái này em xin bao ship cả nhà mình, cây này là giá 4,2 triệu, em bao phí vận chuyển nha. 4,2 triệu cho cây tứ quý ghép cúc thọ hương hả nha. Dạ. Phong tàn rất là đẹp, ghép già mùa hả nha. Dạ, mấy hàng này nặng ship lắm cả nhà ơi. Ừ. Rồi, rồi, lên cây kế tiếp nè. Rồi, giờ cái tới là cây mã số 19 nè. Dạ, 19 thì em giao lưu cả nhà mình là một cây mai này là chưa có ghép nè cả nhà. Đó, mà mai vàng. Cái bộ đế rất là dữ dàng luôn. Bự. Chà bá nữa luôn. Hết biết cái bệ đế kìa. Trời ơi, em nó hơi chặt nha cả nhà. Cái bệ đế cái coi. Đây cả nhà mình xem. Dữ lắm lớn nha. Cái bệ đế dữ lắm lớn cái bệ đế. Cái này là... đang nằm chậu này 90 lọc lòng phải không? Này chắc không biết 8 của anh. Cái 8 quá. 8 là 9. Kéo kìa. Tới đây. Ừ. Tới đây thì chắc cả 8 hơn 80 á. Thấy gì hơn 80 nè. À vậy cái đó chậu này chậu 85 à. Ừ, 85 quá. Chắc cả 85 á cả nhà. 85. Nhưng mà cái này á là bên nhà vườn mình là coi như là ép chậu dữ lắm nha cả nhà. Để thì là ép lắm rồi nha. À, phân này cả nhà mình xem nè. Cứng như cục đá vậy. Cực kỳ mạnh luôn. Cái này thì em cũng đang tính bị ghép xuống mình lại nè. Đây, đây em dẹt cái đường thân cho cô chú anh chị xem. Lên đây nó đẻ ra này cả nhà mua về mình ghép mình lại Sài Gòn. Đẻ ra ba nhánh ha. Ba nhánh là nó tủa ra cốt cành đóng đều lắm. Dạ. Đây. Này bự lắm mà. Nó nạt cây lắm nha cả nhà, nó nạt cây. Đó, cái bàn tay em đưa vô cả nhà anh chị em nè. Bàn tay em đưa vô. Bự, thối hẳn. Đây, cái đường vực thân bên đây chúng ta dễ thấy nè. À bên kia nó đẻ ra nhưng mà bên này cốt chủ nhìn rõ nét nha, dẹt cái nha. Đây, dẹt cành cho cô chú chị mình xem. Đây, con dẹt còn đứng trước mặt cho coi. Bên hông. Đó, đúng rồi. Đây. Đây nè, đó, cả nhà mình xem cái đường thân rõ nét nha. Rồi cái này nãy có đo hoành không? Chưa đo. Đo đi. Cái này em đo, em không có đo cái tàn ở trên nha cả nhà, em đo theo cái thân chính của nó nha. Từ cái cổ đế nó lên cao nó được khoảng tầm 80 nha cả nhà. Từ cái cổ rễ lên tới ngọn khoảng 80. Nếu mà mình đo mấy anh đây á, đo bên đây cái ngọn rễ bên đây nó cao hơn thì khoảng tầm 70 cả nhà. Cao khoảng 70, tính 70 đi. Rồi đó là đường thân. Đo cái hả? Đường thân em đo cái eo nhỏ nhất ra tên này nha cả nhà. Đo múc tên nha. 51 của anh. Đo ngay vị trí này là nó 62. 62. Tổng bệ kìa. Tổng bệ hoành tán ạ. À. Tổng bệ cái này là chắc khoảng tầm hàng tay chắc khoảng tầm 9 hay tầm á cả nhà. 1m9 hay 2m. Thì nói dạ. Chung là nó nằm cứng luôn cái chậu 85 lọt lòng nha cả nhà. 85 dạ. Lọt lòng. Bự lắm. Cái này mình có báo giá không nhỉ? Dạ. Cây này em cũng xin cả nhà anh mua thì em xin báo giá công khai đây luôn. Giá 65 triệu nha. Giá 65. Dạ. Để mất công nhiều khi anh em mình thời gian mấy anh em gọi tới mất thời gian của mấy anh. Ừ. Dạ. Mua thì mình công khai giá cho anh em dễ mua. Giá cũng hợp lệ cả nhà. Cây này lớn cây lắm nha cả nhà. Dạ. Rồi cái này cũng là cây cuối clip ha. Dạ, cuối clip.
Thì nói chung cảm ơn quý cô chú anh chị mình trong thời gian qua ủng hộ kênh ha. Chúc cả nhà mình dồi dào sức khỏe, công việc của mình thuận lợi ha. Rồi em chào hết tất cả mọi người nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh và theo dõi hết clip ngày hôm nay. Hôm nay bên nhà vườn mình lên chúng ta là 19 mã số ha. Thì ngoài những cây bên nhà vườn quay ra thì như cô chú anh chị mình thấy bên nhà vườn mình phải nói là bao la cây luôn nè. Thì cô chú anh chị mình thích những cái mẫu gì thì nói bên nhà vườn mình gửi mẫu cho chúng ta thêm để chúng ta lựa chọn ha. Rồi thì thôi, chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà ngày thật nhiều niềm vui cũng như thật nhiều sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà.